Xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn a diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm tỳ cô cũng trung vô sắc vô thọ thường hành thân vô nhang nhi tỳ tỳ thân y vô sanh tình hương vị xung pha vô nhang giới này chỉ vô y tự giới vô vô minh diệt vô vô minh tận này chi vô lao tư diệt vô lao tư tăng vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng rồi mang nhã ba la mận đa cô tâm vô khoái ngài vô khoái ngài cô vô thừa cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệm mà tâm thế chư phần thì mang nhã ba la mận đa cô đăng a nào đà là tâm hiểu tâm bồ đề cô đi băng nhà ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bằng hư cô thuyết băng nhà ba la mật đa chú thân thuyết chú viên hiệu đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà la yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà ma vì sanh sanh từng thì không không từng thì sanh khó tướng hành từng diện vốn như thì xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn a diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm tỳ cô cũng trung vô sắc vô thọ thường hành thân vô nhan nhi tỳ tỳ thân y vô sanh tình hương vị xung pha vô nhan giới này chỉ vô y tự giới vô vô minh diệt vô vô minh tận này chi vô lao tư diệt vô lao tư tăng vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng rồi mang nhã ba la mận đa cô tâm vô khoái ngài vô khoái ngài cô vô thừa cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệm mà tâm thế chư phần thì mang nhã ba la mận đa cô đăng a nào đà là tâm hiểu tâm bồ đề cô đi băng nhà ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bằng hư cô thuyết băng nhà ba la mật đa chú thân thuyết chú viên hiệu đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà la yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà ma vì sanh sanh từng thì không không từng thì sanh khó tướng hành từng diện vốn như thì xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn a diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm tỳ cô cũng trung vô sắc vô thọ thường hành thân vô nhang nhi tỳ tỳ thân y vô sanh tình hương vị xung pha vô nhang giới này chỉ vô y tự giới vô vô minh diệt vô vô minh tận
Nại chi vô la tư diệt vô la tư tăng vô khổ tâm diệt đà vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng gọi mang nhã ba la mận đa cô tâm vô khoái ngài vô khoái ngài cô vô thừa cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệm bà tâm thế chư phần hì mang nhã ba la mận đa cô đăng a nào đà la tâm hiếu tâm bồ đề Cô đi ban nhà ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bằng hư cô thuyết ban nhà ba la mật đa chú thân thuyết chú viên hiền đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba la Yên đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba yên đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba ma ma nhã ma la mạn đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hành thâm an nhã ba la mạn đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai công độ nhân thiết cổ anh xa lời tư sanh bất gì không không bấn gì sanh sanh tưng thị không không tưng thị sanh thọ tưởng hành tưng diện vốn như thị Xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì cô không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thân vô nhãn nhi tỳ thiệt thân y vô sanh tình hương vị xung pha vô nhãn giới này chỉ vô y tưởng giới vô minh diệt vô minh tận Nại chi vô la tư diệt vô lão tư tăng vô khổ tâm diệt đà vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng gọi mang nhã ba la mận đa cô tâm vô khoái ngài vô khoái ngài cô vô thừa cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệm bà tâm thế chư phần hì mang nhã ba la mận đa cô đăng a nào đà la tâm hiếu tâm bồ đề Cô đi ban nhà ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bằng hư cô thuyết ban nhà ba la mật đa chú tưng thuyết chú viên hiền đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba la Yên đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba yên đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba ma ma nhã ma la mạn đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hành thâm an nhã ba la mạn đa thời chiếu kiến Quân giai công độ nhân thiết cổ anh xa lời tư sanh bất gì không không bấn gì sanh sanh tưng thị không không tưng thị sanh thọ tưởng hành tưng diện vốn như thị Xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì cô không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thân vô nhãn nhi tỳ thiệt thân y vô sanh tình hương vị xung pha vô nhãn giới này chỉ vô y tưởng giới vô minh diệt vô minh tận Nại chi vô la tư diệt vô lão tư tăng vô khổ tâm diệt đà vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng gọi mang nhã ba la mận đa cô tâm vô khoái ngài vô khoái ngài cô vô thừa cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệm bà tâm thế chư phần hì mang nhã ba la mận đa cô đăng a nào đà la tâm hiếu tâm bồ đề Cô đi ban nhà ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bằng hư cô thuyết ban nhà ba la mật đa chú tưng thuyết chú viên hiền đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba la Yên đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba yên đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba
Ma ha ban nhã ma la mạn đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hành thâm an nhã ba la mạn đa thời chiếu kiện ngũ uẩn giai công độ nhân thiết khổ anh xa lời tư sanh bất gì không không bấn gì sanh sanh tưng thị không không tưng thị sanh khó tướng hành tưng diện vốn như thị xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì cô không trung vô sắc vô thọ tường hành thân vô nhang nhi thì tiệt thân y vô sanh tình hương vì xung pha vô nhang giới này chỉ vô y tưởng giới vô vô minh diệt vô vô minh tăng Này chi vô la tư diệt vô lão tư tăng vô khổ tầm diệt đà vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng rồi mang nhã ba la mận đa cô tâm vô khoái ngài vô khoái ngài cô vô thừa cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệm bà tâm thế chư phần y mang nhã ba la mận đa cô đăng a nào đà là tâm hiếu tâm bồ đề Cô đi ban nhà ba la mận đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bằng hư cô thuyết ban nhà ba la mận đa chú thân thuyết chú viên hiền đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba la Yên đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba yên đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba ma ha mang nhã ma la mạn đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hành thâm an nhã ba la mạn đa thời chiếu kiện ngũ uẩn giai công độ nhân thiết khổ anh xa lời tư sanh bất gì không không bấn gì sanh sanh tưng thị không không tưng thị sanh khó tướng hành tưng diện vốn như thị xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì cô không trung vô sắc vô thọ tường hành thân vô nhang nhi thì tiệt thân y vô sanh tình hương vì xung pha vô nhang giới này chỉ vô y tưởng giới vô vô minh diệt vô vô minh tăng Này chi vô la tư diệt vô lão tư tăng vô khổ tầm diệt đà vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng rồi mang nhã ba la mận đa cô tâm vô khoái ngài vô khoái ngài cô vô thừa cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệm bà tâm thế chư phần y mang nhã ba la mận đa cô đăng a nào đà là tâm hiếu tâm bồ đề Cô đi ban nhà ba la mạn đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bằng hư cô thuyết ban nhà ba la mạn đa chú tưng thuyết chú viên hiền đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba la Yên đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba yên đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba ma ha ban nhã ma la mạn đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hành thâm an nhã ba la mạn đa thời chiếu kiện uẩn giai công độ nhân thiết khổ anh xa lời tư sanh bất gì không không bấn gì sanh sanh tưng thị không không tưng thị sanh khó tướng hành tưng diện vốn như thị xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì cô không trung vô sắc vô thọ tường hành thân vô nhang nhi thì tiệt thân y vô sanh tình hương vì xung pha vô nhang giới này chỉ vô y tưởng giới vô vô minh diệt vô vô minh tăng
Này chi vô la tư diệ vô la tư tăng vô khổ tâm diệt đà vô tri diệ vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng đo y mang nhã ba la mận đa cô tâm vô khoái ngài vô khoái ngài cô vô thừa cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cơ canh niệm bà tâm thế chư phần y mang nhã ba la mận đa cô đăng a nào đà la tâm hiếu tâm bồ đề Cô đi băng nhà ba la mận đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bằng hư cô thuyết băng nhà ba la mận đa chú thân thuyết chú viên hiền đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba la Yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba la yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba la ma ma nhã ma la mạn đa tâm kinh quang từ tại bồ tát hành thâm mạn nhã ba la mạn đa thời chiếu kiến giai công độ nhân thiết cổ anh xa lời tư sanh bất gì không không bấn gì sanh sanh tưng thì không không tưng thì sanh khó tướng hành tưng diện vốn như thì xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bất gì bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì cô không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thân vô nhang nhi thì thiệt thân y vô sanh tình hương vì xung qua vô nhang giới này chỉ vô tận giới vô vô minh diệt vô vô minh tận Này chi vô la tư diệt vô lão tư tăng vô khổ tâm diệt đà vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng đo y mang nhã ba la mận đa cô tâm vô khoái ngài vô khoái ngài cô vô thừa cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cơ canh niệm bà tâm thế chư phần y mang nhã ba la mận đa cô đăng a nào đà la tâm hiếu tâm bồ đề Cô đi băng nhà ba la mận đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bằng hư cô thuyết băng nhà ba la mận đa chú thân thuyết chú viên hiền đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba la Yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba ma ma nhã ma la mạn đa tâm kinh quang từ tại bồ tát hành thâm mạn nhã ba la mạn đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai công độ nhân thiết cổ anh xa lời tư sanh bất gì không không bấn gì sanh sanh tưng thì không không tưng thì sanh khó tướng hành tưng diện vốn như thì xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì cô không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thân vô nhang nhi thì thiệt thân y vô sanh tình hương vì xung qua vô nhang giới này chỉ vô y tưởng giới vô vô minh diệt vô vô minh tận Này chi vô la tư diệt vô lão tư tăng vô khổ tâm diệt đà vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng đo y mang nhã ba la mận đa cô tâm vô khoái ngài vô khoái ngài cô vô thừa cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cơ canh niệm bà tâm thế chư phần y mang nhã ba la mận đa cô đăng a nào đà la tâm hiếu tâm bồ đề Cô đi băng nhà ba la mận đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bằng hư cô thuyết băng nhà ba la mận đa chú thân thuyết chú viên hiền đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba la Yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba la yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba la
ma la mật đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hành thâm an nhã ba la mật đa thời chiếu kiện ngũ uẩn giai công độ nhân thiết cổ anh xa lời tư sanh bất gì công không bấn gì sanh sanh tưng thị công công tưng thị sanh thọ tướng hành tưng diện vốn như thị. Xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì cô không trung vô sắc vô thọ thường hành thân vô nhan nhi tỳ tỳ thân y vô song tình hương vị xung pha vô nhan giới này chỉ vô y tự giới vô minh diệt vô minh tận. Này chi vô la tư diệt vô lão tư tăng vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng rồi mang nhã ba la mận đa cô tâm vô quái ngài vô quái ngài cô vô hữu cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệm bà tâm thế chư phần thì mang nhã ba la mận đa cô đăng a nào đà là tâm hiếu tâm bồ đề. Cô đi băng nhà ba la mận đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bằng hư cô thuyết băng nhà ba la mận đa chú thân thuyết chú viên hiền đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà la. Yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng bà ha yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng bà an ma ha mang nhà ma la mang đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hành thâm mang nhã ba la mang đa thời chiếu kiện giai công độ nhân thiết cổ anh xa lời tư sanh bất gì công không bấn gì sanh sanh tưng thị công công tưng thị sanh thọ tướng hành tưng diện vốn như thị. Xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bất diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì cô không trung vô sắc vô thọ thường hành thân vô nhan nhi tỳ tỳ thân y vô song tình hương vị xung pha vô nhan giới này chỉ vô y tự giới vô minh diệt vô minh tận. Này chi vô la tư diệt vô lão tư tăng vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng rồi mang nhã ba la mận đa cô tâm vô quái ngài vô quái ngài cô vô hữu cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệm bà tâm thế chư phần thì mang nhã ba la mận đa cô đăng a nào đà là tâm hiếu tâm bồ đề. Cô đi băng nhà ba la mận đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bằng hư cô thuyết băng nhà ba la mận đa chú thân thuyết chú viên hiền đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà la. Yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng bà yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng bà an ma ha mang nhã ma la mang đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hành thâm an nhã ba la mang đa thời chiếu kiện ngũ uẩn giai công độ nhân thiết cổ anh xa lời tư sanh bất gì công không bấn gì sanh sanh tưng thị công công tưng thị sanh thọ tướng hành tưng diện vốn như thị. Xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì cô không trung vô sắc vô thọ thường hành thân vô nhan nhi tỳ tỳ thân y vô song tình hương vị xung pha vô nhan giới này chỉ vô y tự giới vô minh diệt vô minh tận.
Nại chi vô la tư diệ vô la tư tăng vô khổ tâm diệt đà vô tri diệ vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng rồi mang nhã ba la mang đa cô tâm vô khoái ngài vô khoái ngài cô vô thừa cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệm bà tâm thế chư phật hì mang nhã ba la mang đa cô đăng a nào đà la tham hiếu tâm bồ đề Cô đi mang nhà ba la mang đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bận hư cô thuyết mang nhà ba la mang đa chú thân thuyết chú việt nhiều đệ yên đệ ba la yên đệ ba la thắng yên đệ bồ đề tăng ba la Yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba la yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba la ma mang nhã ma la mang đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hành thâm mang nhã ba la mang đa thời chiếu kiến Quân giai công độ nhân thiết cổ anh xa lời tư sân bất gì công không bấn gì sân sân tưng thị công công tưng thị sân khó tướng hành tưng diện vốn như thị xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bất diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì cô không trung vô sắc vô thọ thường hành thân vô nhan nhi tỳ tỳ thân y vô song tình hương vị xung pha vô nhan giới này chỉ vô y tự giới vô minh diệt vô minh tận Nại chi vô la tư diệt vô la tư tăng vô khổ tâm diệt đà vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng rồi mang nhã ba la mang đa cô tâm vô khoái ngài vô khoái ngài cô vô thừa cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệm bà tâm thế chư phật hì mang nhã ba la mang đa cô đăng a nào đà la tham hiếu tâm bồ đề Cô đi mang nhà ba la mang đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bận hư cô thuyết mang nhà ba la mang đa chú thân thuyết chú việt nhiều đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba la Yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba la yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba la ma mang nhã ma la mang đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hành thâm mang nhã ba la mang đa thời chiếu kiến giai công độ nhân thiết cổ anh xa lời tư sân bất gì công không bấn gì sân sân tưng thị công công tưng thị sân khó tướng hành tưng diện vốn như thị xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bất diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì cô không trung vô sắc vô thọ thường hành thân vô nhan nhi tỳ tỳ thân y vô song tình hương vị xung pha vô nhan giới này chỉ vô y tự giới vô minh diệt vô minh tận Nại chi vô la tư diệt vô la tư tăng vô khổ tâm diệt đà vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng rồi mang nhã ba la mang đa cô tâm vô khoái ngài vô khoái ngài cô vô thừa cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệm bà tâm thế chư phật hì mang nhã ba la mang đa cô đăng a nào đà la tham hiếu tâm bồ đề Cô đi mang nhà ba la mang đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bận hư cô thuyết mang nhà ba la mang đa chú thân thuyết chú việt nhiều đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba la Yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba la yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba la
Ma Mang Nhã Ma La Mang Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm An Nhã Ba La Mang Đa Thời Chiếu Kiện Ngu Quân Giai Công Độ Nhân Thiết Cổ Anh Xa Lời Tư Sân Bất Dị Không Không Bấn Dị Sân Sân Tân Thị Không Không Tân Thị Sân Thọ Tướng Hành Tân Diện Vốn Như Thị Xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm tỳ cô cũng trung vô sắc vô thọ tưởng hành thân vô nhang nhi tỳ tỳ thân y vô sanh tình hương vị xung pha vô nhang giới này chỉ vô y tự giới vô minh diệt vô minh tận Này chi vô la tư diệt vô lão tư tăng vô khổ tầm diệt đà vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng rồi mang nhã ba la mận đa cô tâm vô khoái ngài vô khoái ngài cô vô thừa cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệm bà tâm thế chư phần y mang nhã ba la mận đa cô đăng a nào đà la tham hiếu tâm bồ đề Cô đi băng nhà ba la mận đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bận hư cô thuyết băng nhà ba la mận đa chú thân thuyết chú viên nhiều đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba la Yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba ma mang nhã ma la mang đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hành thâm mang nhã ba la mang đa thời chiếu kiện Quân giai công độ nhân thiết cổ anh xa lời tư sân bất dị không không bấn dị sân sân tưng thị không không tưng thị sân thọ tưởng hành tưng diện vốn như thị xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm tỳ cô cũng trung vô sắc vô thọ tưởng hành thân vô nhan nhi tỳ tỳ thân y vô sanh tình hương vị xung pha vô nhan giới này chỉ vô y tự giới vô minh diệt vô minh tận Này chi vô la tư diệt vô lão tư tăng vô khổ tầm diệt đà vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng rồi mang nhã ba la mận đa cô tâm vô khoái ngài vô khoái ngài cô vô thừa cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệm bà tâm thế chư phần y mang nhã ba la mận đa cô đăng a nào đà la tham hiếu tâm bồ đề Cô đi băng nhà ba la mận đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bận hư cô thuyết băng nhà ba la mận đa chú thân thuyết chú viên nhiều đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba la Yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba ma mang nhã ma la mang đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hành thâm mang nhã ba la mang đa thời chiếu kiện giai công độ nhân thiết cổ anh xa lời tư sân bất dị không không bấn dị sân sân tưng thị không không tưng thị sân thọ tưởng hành tưng diện vốn như thị xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm tỳ cô cũng trung vô sắc vô thọ tưởng hành thân vô nhang nhi tỳ tỳ thân y vô sanh tình hương vị xung pha vô nhang giới này chỉ vô y tự giới vô minh diệt vô minh tận
Nại chi vô la tư diệt vô la tư tăng vô khổ tâm diệt đà vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng gọi mang nhã ba la mận đa cô tâm vô khoái ngài vô khoái ngài cô vô hữu cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệm bà tâm thế chư phần y mang nhã ba la mận đa cô đăng a nào đà la tâm hiếu tâm bồ đề Cô đi băng nhà ba la mận đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bằng hư cô thuyết băng nhà ba la mận đa chú thân thuyết chú viên hiền đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba la Yên đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba yên đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba ma ma nhã ma la mạn đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hành thâm an nhã ba la mạn đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai công độ nhân thiết cổ anh xa lời tư sanh bất gì không không bấn gì sanh sanh tưng thị không không tưng thị sanh thọ tưởng hành tưng diện vốn như thị Xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì cô không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thân vô nhãn nhi tỳ thiệt thân y vô sanh tình hương vị xung pha vô nhãn giới này chỉ vô y tưởng giới vô minh diệt vô minh tận Nại chi vô la tư diệt vô lão tư tăng vô khổ tâm diệt đà vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng gọi mang nhã ba la mận đa cô tâm vô khoái ngài vô khoái ngài cô vô hữu cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệm bà tâm thế chư phần y mang nhã ba la mận đa cô đăng a nào đà la tâm hiếu tâm bồ đề Cô đi băng nhà ba la mận đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bằng hư cô thuyết băng nhà ba la mận đa chú thân thuyết chú viên hiền đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba la Yên đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba yên đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba ma ma nhã ma la mạn đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hành thâm an nhã ba la mạn đa thời chiếu kiến Quân giai công độ nhân thiết cổ anh xa lời tư sanh bất gì không không bấn gì sanh sanh tưng thị không không tưng thị sanh thọ tưởng hành tưng diện vốn như thị Xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì cô không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thân vô nhãn nhi tỳ thiệt thân y vô sanh tình hương vị xung pha vô nhãn giới này chỉ vô y tưởng giới vô minh diệt vô minh tận Nại chi vô la tư diệt vô lão tư tăng vô khổ tâm diệt đà vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng gọi mang nhã ba la mận đa cô tâm vô khoái ngài vô khoái ngài cô vô hữu cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệm bà tâm thế chư phần y mang nhã ba la mận đa cô đăng a nào đà la tâm hiếu tâm bồ đề Cô đi băng nhà ba la mận đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bằng hư cô thuyết băng nhà ba la mận đa chú thân thuyết chú viên hiền đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba la Yên đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba yên đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba
Ma ha ban nhã ma la mạn đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hành thâm an nhã ba la mạn đa thời chiếu kiện ngũ uẩn giai công độ nhân thiết khổ anh xa lời tư sanh bất gì không không bấn gì sanh sanh tưng thị không không tưng thị sanh khó tướng hành tưng diện vốn như thị xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì cô không trung vô sắc vô thọ tường hành thân vô nhang nhi thì tiệt thân y vô sanh tình hương vì xung pha vô nhang giới này chỉ vô y tưởng giới vô vô minh diệt vô minh tăng Này chi vô la tư diệt vô lão tư tăng vô khổ tầm diệt đà vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng rồi mang nhã ba la mận đa cô tâm vô khoái ngài vô khoái ngài cô vô thừa cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệm mà tâm thế chư phần thì mang nhã ba la mận đa cô đăng a nào đà là tâm hiểu tâm bồ đề Cô đi ban nhà ba la mận đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bằng hư cô thuyết ban nhà ba la mận đa chú thân thuyết chú viên hiền đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba la Yên đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng ba la yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề